Một ngân hàng là đối tác tin cậy của hàng triệu khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Một ngân hàng hiện diện rộng khắp trong và ngoài nước với gần 500 điểm giao dịch, hai ngân hàng con 100% vốn tại Lào, Campuchia và 7.000 cán bộ nhân viên chuyên nghiệp tận tâm. Một ngân hàng luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu và triết lý nhân văn làm nền tảng phát triển. Một ngân hàng mà cách đây 24 năm ít ai biết đến, nay tự hào đứng trong top 5 các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đó là hình ảnh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB. Tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Nhơn Ái, được thành lập tại Cần Thơ năm 1993, vốn điều lệ chỉ 400 triệu đồng, 8 nhân viên nghiệp vụ. Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, đi đôi với an toàn, minh bạch, năm 2009, SHB là một trong hai ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đầu tiên tại Việt Nam chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với xấp xỉ 30.000 cổ đông. Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của SHB đạt gần 235.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 11.197 tỷ đồng, vốn tự có đạt 16.370 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1.164 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm và tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 là 1,93%. Thành công của SHB là sự kết hợp giữa chiến lược kinh doanh nhạy bén, quyết đoán với tôn chỉ vì lợi ích của cổ đông, khách hàng, cộng đồng và vì sự thịnh vượng chung của đất nước. Năm 2012, SHB là ngân hàng tiên phong tham gia chương trình tái cấu trúc của Ngân hàng Nhà nước, nhận sáp nhập thành công ngân hàng Habubank. Cũng trong năm đó, SHB tham gia tái cấu trúc toàn diện công ty thủy sản Bình An, góp phần vào sự ổn định tại địa phương, cứu nguy cho ngành hải sản tại Cần Thơ nói riêng, Việt Nam nói chung, bảo vệ lợi ích, công ăn việc làm cho hàng vạn nông dân, công nhân, đưa Bình An từ bờ vực phá sản trở lại hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển. Không dừng lại ở đó, năm 2016, SHB đã hoàn thành việc sáp nhập công ty cổ phần tài chính Vinaconex Viettel và thành lập công ty tài chính tiêu dùng SHB, mở ra lĩnh vực kinh doanh mới giàu tiềm năng, tài chính tín dụng tiêu dùng, giúp khách hàng tiếp cận với nguồn vốn vay một cách nhanh chóng thuận tiện, nhằm tháo gỡ khó khăn tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là những bước đi mang tầm chiến lược, đưa SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại đa năng hàng đầu Việt Nam. Hợp tác thành công với các tổ chức tài chính và các thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới đã nâng tầm thương hiệu và mở ra những cơ hội kinh doanh cho SHB. Trong đó, phải kể đến thương vụ hợp tác mang tính đột phá với hai câu lạc bộ bóng đá đỉnh cao thế giới Barcelona và Manchester City. Đây còn là sự kết nối cộng đồng xã hội, đem hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Chiến lược khác biệt này được tạp chí uy tín thế giới The Asian Banker vinh danh SHB là doanh nghiệp có sáng kiến thương hiệu tốt nhất Việt Nam. Với nền tảng tài chính hùng mạnh, SHB là một trong số ít các ngân hàng được lựa chọn tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia trong nhiều lĩnh vực, là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án của World Bank, JICA, ADB, KfW và các tổ chức tài chính quốc tế khác, tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, SHB cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện và tối ưu với nhiều chương trình ưu đãi dành cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để san sẻ gánh nặng tài chính, tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng thị trường, tăng trưởng khách hàng và lợi nhuận. Hợp tác với SHB là cùng nhau kiến tạo nên cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, sự giàu có về cảm xúc, trí tuệ và tài chính. Đó cũng chính là trách nhiệm xã hội của một ngân hàng có triết lý nhân văn vì sự thịnh vượng chung của đất nước. Thành công và uy tín của SHB được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế và sự tin tưởng của khách hàng cổ đông. Nhiều năm liền, SHB được vinh danh là top 100 các ngân hàng tại châu Á, top 1.000 các ngân hàng trên toàn cầu, ngân hàng bán lẻ tăng trưởng nhất, ngân hàng Việt Nam tốt nhất, ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất, được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody xếp hạng tốt trong nhiều năm. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, SHB vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nay là Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phát biểu. Tất cả chúng ta đều vui mừng trước sự phát triển không ngừng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB. Từ một ngân hàng có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, đến nay SHB đã trở thành một ngân hàng có quy mô lớn, có năng lực tài chính vững mạnh, có uy tín cao trên thị trường tài chính tiền tệ. Tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lãnh đạo SHB
đã đạt được, đặc biệt là thành tích chỉ đạo lãnh đạo toàn diện của đồng chí chủ tịch Đỗ Văn Nghĩa. Với chiến lược phát triển toàn diện, an toàn và bền vững, song hành với mục tiêu vì lợi ích cộng đồng, vì nền kinh tế xã hội chung của nước nhà, SHB chắc chắn sẽ thực hiện được chỉ đạo, kỳ vọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm đầu năm mới 2016 rằng với truyền thống tốt đẹp, SHB sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, phát triển bền vững, an toàn, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, niềm tin của cổ đông và thị trường. Một con đường đi đúng đắn, đem lại những thành tựu xứng đáng. SHB hôm nay là thành quả của chiến lược kinh doanh quyết liệt, sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, sự tận tâm của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống. Tất cả đã tạo nên một SHB khác biệt, mà ở đó văn hóa doanh nghiệp là cốt lõi để ngân hàng ngày càng lớn mạnh, tiếp tục chinh phục những chân trời mới. SHB thành công hơn nữa.